Xin chào các bạn, mình tên là Mão, mình là chủ của thương hiệu H2 Bakery. Thì ngày hôm nay thì mình đến Fetty, thì mình cũng có giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm là bánh quy dành cho ngày Tết. Mão giới thiệu với các bạn đây là hạt điều này, và hạt bí này, hạt dời này, và hành nhân này, lạc này, hạt rẻ cười. Trong đây có thành phần bột mì và đường, đường đỏ, bột kari. Đến tiếp theo là trứng gà. Trong cái thành phần bánh quy này thì không thể thiếu được cái bột baking powder. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm ra cái bánh quy đó. Thì Mão cần 25g hạt lạc này này, và mình cho vào một cái âu này. Mình cần 25g hạt rẻ cười này, mình cũng cho vào đây này. 25g hạt bí này, 25g hạt hướng dương này. g hạt hành nhân này. Cái bột kari này Mão cần lấy 10g. Mình cho kari vào đây này, và mình lấy 10g bột lở này. Đấy, Mão cần 250g đường này, cũng đổ vào đây này. Mão cần đến 250g bột, và cũng đổ luôn vào đây này. Giờ đến thao tác là đập trứng ra này. Giờ Mão cần đến 4 quả trứng này, đập vào cái bát này để làm sao mà tránh được cái vỏ này. Xong rồi là mình sẽ dùng cái muôi vét này để mình trộn cái này cho nó đều lên đã này. Bây giờ là chúng ta sẽ đổ trứng vào đây này, và chúng ta sẽ trộn lên này. Chúng ta sẽ cố gắng trộn làm sao cho nó đều hết tất cả các cái hỗn hợp, nó ra một cái dạng hỗn hợp lọc. Sau khi mình trộn cái hỗn hợp này xong thì mình sẽ lấy một cái khay chống dính này, mình rắc bột áo vào đây này. Xong rồi mình sẽ múc cái hỗn hợp này, mình làm sao mà cho nó nhỏ ra thôi. Xong rồi mình sẽ cầm bột áo này, mình tung lên trên trên cái bánh này. Xong rồi mình sẽ lấy bột áo, mình giãn nó ra. Bây giờ công đoạn chúng ta tạo hình cho cái bánh đã xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho vào lò nướng. Nhiệt của lò nướng thì là 150 độ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho vào nướng này. Nướng trong vòng 18 phút. Bây giờ chúng ta nướng xong rồi thì chúng ta sẽ bỏ cái này ra thớt, và chúng ta cắt slice. Chúng ta cố gắng làm sao cắt slice cho nó đều ra này. Khi mình cắt xong như này thì mình sẽ cầm cái bánh này và mình xếp vào khay. Bây giờ chúng ta xếp như thế này vào khay xong thì chúng ta sẽ cho vào lò để chúng ta nướng cho nó giòn lên, và cái độ thơm của nó sẽ cao hơn. Đây là thành phẩm mà nướng lần 2 đã xong. Thì bánh giờ cũng rất chi là giòn và ăn rất chi là thơm. Mà bất kỳ gia đình nào mà có lò nướng cũng làm được. Chúc các bạn thành công. Fetty, ứng dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam. Nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất.